Hi, xin kính thưa quý vị và các bạn. Trong cái câu chuyện về thiện ám bên bờ vũ trụ á, nó có một cái sự thật không thể nào chối cãi được. Đó là những người mà tự xưng là thầy, là cô trong thiện ám kia đã phá vỡ hết những cái nguyên tắc mà bất di bất dịch của xã hội. Đó là không cần học mà vẫn có thể làm giàu, không cần tu học vẫn có thể làm thầy. Tức là cả trong đạo lẫn ngoài đời là không cần học gì hết trơn á, vẫn có thể làm cha thiên hạ được đó quý vị. Vì thế nên họ rất phù hợp với những cái người mà có trình độ tương đương như là ông già Canada giả nhân giả nghĩa này ha. Mấy hôm nay cứ mượn cái bà gì cái nói giọng miền Bắc á, rồi sổ một cái lèo những cái từ ngữ vô văn hóa, rồi đến cái bà YouTuber ở Vũng Tàu chuyên hành nghề cạo gió dắt hơi đó, trong những cái quán cà phê tum lùm rồi đó, rồi cái tên nhận lỗi mà không biết sai ở Khánh Hòa, hay là YouTuber có con dê chó ở trên trên mặt à, cái người đó thì thích loạn lưng và nhiều nhiều những cái người là fan cuồng của thiện ám bên bờ vũ trụ nữa à, đa số là họ không có trang bị những cái kiến thức cơ bản về văn hóa cho nên phát ngôn của họ nó hoàn toàn sai lệch à, chẳng hạn như trước đây á, chứng cứ của Nguyễn Xin đưa ra à, họ nói là giả à, thì họ dọa dàng à, mượn một cái em học sinh lớp 3 nào đó đánh giùm cái văn bản là cái giấy chứng nhận nuôi con nuôi à, rồi đến báo chính thống như là báo Công lý xã hội nè, báo này là ta của Tòa án Nhân dân tối cao, rồi hay là báo Vietnamnet, báo Lao động á, thì họ nói là báo lá cải à, rồi đài truyền hình Hậu Giang, truyền hình Long An, truyền hình phố Cần Thơ à, đưa tin á, thì họ nói là đài truyền hình địa phương thôi à. Rồi đến cái vụ Lê Thanh Minh Tùng á, thì họ nói là có người đạo diễn và Lê Thanh Minh Tùng là giả mạo à, nói chung toàn bộ cái gì mà bất lợi cho Thiền Am á, là giả hết á à, cho nên chứng minh một cái điều rằng họ là những người mà kêu bằng là kém văn hóa đó, thiếu hiểu biết à, cho nên họ không biết phân biệt đâu là thật, đâu là giả, đâu là đúng, đâu là sai hết ha à, từ đó là mình nhớ lại một cái câu chuyện, một cái câu nói nổi tiếng của Tổng thống Nam Phi á, ông Nelson Mandela à, ông đó đã đạt được cái giải Nobel hòa bình nha quý vị. Ừ. Cái câu nói của ông á được ghi rất là trang trọng ở trước cổng trường Đại học Nam Phi luôn. À, cụ thể là ông ta nói rằng để phá hủy bất kỳ quốc gia nào không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc là tên lửa tầm xa, chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên. Như là bệnh nhân thì sẽ chết dưới bàn tay của những bác sĩ với cái nền giáo dục đó. Rồi những cái tòa nhà sẽ sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ sư ở cái nền giáo dục đó. Hay là tiền sẽ bị mất trong tay của các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục đó. Rồi nhân loại sẽ chết dưới bàn tay của các học giả tôn giáo của nền giáo dục đó. Công lý sẽ bị mất trong tay của các thẩm phán ở nền giáo dục đó. À, và sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia. Bởi vậy á, không cần nói đâu xa, như trước đây ở nước ta nè, khi mà cái tình trạng mua bán bằng lái xe còn diễn ra dễ dàng đó quý vị, thì một số người ta bỏ tiền ra để ta mua những cái bằng lái giả đó để qua mặt cảnh sát giao thông thôi à, hậu quả là có rất là nhiều tai nạn giao thông được gây ra bởi những người sử dụng bằng cấp giả nhưng mà không có học hành à, ngày nào hết đó. À, vì thế trong cái câu chuyện về thiền am bên bờ vũ trụ á, những cái người trong đó chưa có ai học hết cấp 3, chưa ai học tới cấp 3, chứ đừng nói là học hết, mà lại tự xưng là thầy là cô, rồi cho mình là tài ba, là thần thánh rồi siêu phàm hết trơn. Đó. Vậy mà có một số YouTuber fan cuồng chắc thì cái trình độ cũng cỡ họ trở xuống đó. Bởi vậy mới mới tôn thiền am bên bờ vũ trụ lên tới tận mây xanh luôn, tung hô rồi ha, rồi toàn là thánh nhân không à. Chẳng hạn như cái chuyện mà Lê Thanh Minh Tùng đó, họ luôn cho là giả mạo. Nếu là vậy thì các bạn có nghĩ rằng cậu ấy dám gặp cơ quan chức năng không? À, đã giả mạo thì còn trốn không kịp chứ ở đó mà đường đường chính chính bước vào ủy ban. À, rồi các bạn cứ yêu cầu là Lê Thanh Minh Tùng phải đưa cái mặt lên cho các bạn xem thì các bạn mới tin. Nó thật là dễ dẫn. Bởi vì các bạn có tin hay không chuyện của các bạn. À, mà các bạn là fan cuồng thì chỉ mới 1-2 năm nay thôi. Thì làm gì biết mà Lê Thanh Minh Tùng là ai mà có mặt hay không. Đâu biết, đâu cần thiết. À, nhưng mà cái thật sự của vấn đề á, là không nằm ở chỗ là có thấy mặt hay không, mà các bạn có tin hay không thôi, mà mấu chốt ở cái lời khai của cậu ấy với cơ quan chức năng, đó mới là sự thật. Mà nếu mà giả thì cơ quan người ta sẽ biết rõ nhất.
không, người ta sẽ biết cái thời điểm đó, cái giờ đó, cái cậu Lê Thanh Minh Tùng này khai có đúng không đó. Đơn giản vậy thôi, người ta có nghiệp vụ, người ta sẽ biết cách để người ta kiểm chứng, chứ không phải như các bạn mà kiểm chứng bằng nước bọt mà ngồi chỗ nói đâu ha. Phan Cuồng á, chỉ cần nhiêu đó thôi là có thể khẳng định được rằng á, Phan Cuồng toàn là bịa đặt, nhưng mà bịa đặt rất là tệ, diễn tuồng rất là tệ, không? Nếu mà muốn bịa đặt á, mà cho người ta nghe được thì ít ra cũng phải dùng một tí chất xám gì đó chứ, để không thôi á, những cái người bình thường người ta nghe vô á, người ta cười vô mặt là mang nhục người ta, không? Như đơn giản như các bạn mà YouTuber fan của Thiền Am á, cứ thấy thông tin gì bất lợi cho Thiền Am là nói báo lá cải hay là truyền hình địa phương. À, vậy thì mình xin lỗi chứ thiệt, 100 cái kênh YouTube của các bạn á, của bạn Phan Cuồng á, cũng không bằng 1/10 của cái tờ báo chính thống như là báo Công lý Xã hội nữa. Chứ ở đó mà các bạn nói báo lá cải, các bạn tối ngày cứ ngồi ở nhà rồi suy diễn rồi vẽ ra những cái câu chuyện sai sự thật, mà cứ bô bô cái miệng lên là bảo vệ Thiền Am, bảo vệ các bé, mà ai làm gì các bé đâu mà các bạn bảo vệ, không? Người ta nói những ai sai, mình chỉ vạch ra lên những cái sai lầm đó, cơ quan chức năng người ta đến, người ta xác nhận, người ta làm việc, chứ đâu có hại gì mấy đứa nhỏ đâu, đúng không? Những tờ báo đó người ta làm việc đó là người ta có cả một cái ekip để thực hiện, đúng không? Từ việc săn tin, soạn tin, rồi kiểm duyệt, đánh giá tùm lum cái kiểu, chứ đâu phải như các bạn có một mình ngồi đó lên livestream muốn nói gì nói đâu, đúng không? Nó bậy bạ, nhiều khi là rước họa vô thân luôn đó. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, các bạn nói cái gì á thì cơ quan chức năng người ta nghe hết à, chứ không phải đơn giản các bạn nói cho qua đâu ha. Mạng ảo chứ không có người, không có ảo đâu à, cứ tiếp tục đi rồi đến khi mà mọi chuyện sáng tỏ, đừng có khóc lóc rồi làm đơn xin lỗi này kia nha, như ai kia đó à, xin lỗi xong mà còn nói chiến thắng, chiến thắng cái gì không biết, cái mà cái sợi dây nhục của bạn có nó có còn không đứt có tiêu rồi. Nhưng mà các bạn nói rằng Lê Thanh Minh Tùng là giả mạo á, thì cái chuyện này nó giống như là một cái lời khẳng định cho thế giới biết rằng á, những cái người ở Thiền Am bên vũ trụ đã tạo ra những cái nick ảo đó đó, phải không? Như Thảo Thu, Anna Trinh đồ ở trên FC Quyền Trang đó, phải không? Chứ nếu bằng những cái người mà ở ngoài á, người ta làm gì biết Lê Thanh Minh Tùng mà nói giả mạo, các bạn làm sao biết? Phan Cuồng chỉ có mới biết 1-2 năm nay thôi, Lê Thanh Minh Tùng thì sống ở đó mấy chục năm, những cái người ở Thiền Am thôi mới mới biết rõ gì Minh Tùng, còn Phan Cuồng làm gì biết? Đó. Và cũng từ đó thì cho thấy rằng Thiền Am bên bờ vũ trụ á rất là lo sợ, đúng không? Rất là sợ về Lê Thanh Minh Tùng sẽ khai báo những cái sự thật, những cái bộ mặt thật ở Thiền Am bên bờ vũ trụ với cơ quan chức năng. À, bởi vậy tại vì nếu mà khai báo thì coi như cái cần câu cơm của này phải kêu bằng câu kim cương chứ mấy câu cơm của Thiền Am bằng việc giả sư giả mồ côi bị gãy rồi còn gì, đúng không? Cái cần câu này là mà gãy lấy gì ăn, lấy gì sống. Bởi vậy không có cái lý do gì mà cơ quan chức năng sẽ im lặng cho một cái cơ sở sống bằng nghề kinh doanh mồ côi hết á. Ha, còn cái chuyện mà nhiều người cứ nói rằng việc này sao kéo dài quá, không biết chừng nào mới kết thúc, còn bên phía ngược lại thì nói là họ không có tội gì cho nên cơ quan chức năng không có xử lý. Hãy cùng chờ xem nha. Và mình cũng xin nói thêm á, là cái vụ việc này nó không đơn giản mà chính quyền địa phương có thể xử lý đâu. À, do đó Ủy ban nhân tỉnh người ta đã lập ra một cái chuyên án riêng để xử lý rốt ráo và hợp tình hợp lý, chứ không phải như là các bạn Phan Cuồng nghĩ đâu ha. Mà đã là chuyên án á, thì người ta phải có kế hoạch chi tiết rồi cụ thể ha, về thời gian, về không gian luôn. À, và chuyên án này á, sẽ kết thúc muộn nhất á, là vào những cái tháng cuối năm, trước tháng 12, và chắc chắn không qua đến năm sau tính theo tài lịch nha. Do đó các bạn cứ yên tâm vì cái câu chuyện nó vẫn đang tiếp diễn và người ta vẫn đang làm việc. Cũng xin nói thêm một cái phao duy nhất á, mà Phan Cuồng cứ bấu víu vào, đó là cái vụ gia đình của anh Thắng xông vào Tỉnh Thất Bồng Lai để tìm con đó, mà các bạn hay nói là vụ 50 tên côn đồ vậy đó, thì nó cũng thuộc cái chuyên án này luôn. Bởi vậy á, Phan Cuồng mà cứ trông ngóng cái vụ đó đem ra xét xử á, thì là cái ngày mà thần tượng của các bạn á, họ cũng sẽ được duyệt ra ngoài vũ trụ luôn đó. Ừ, ở đó trong ha, tại vì nó nằm trong chuyên án thì người ta làm, nó làm từ A tới Z nguyên một ổ luôn, chứ đâu phải tự nhiên đem ra cái này nhỏ lẻ phần này phần kia đâu có được, tại vì một chuyên án ta sẽ làm từ A tới Z luôn. À,
Các bạn yên tâm đi, đợi đi ha. Rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.